Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 30 tháng 1 tại thôn Đống Am, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, đám cưới của chú rể Nguyễn Tất Lân, 30 tuổi, đã diễn ra. Anh Lân làm nghề lái xe, với công việc ổn định, tích góp tiền xây một ngôi nhà riêng khá khang trang ở làng quê này. Cô dâu tên Mai là một cô gái nết na ở xã lân cận. Sau đám cưới, sáng sớm hôm sau, người làng hốt hoảng chạy đến nhà anh Lân khi nghe tiếng kêu thất thanh của người vợ anh. Hiện trường là một cảnh tượng kinh hoàng, anh Lân thiệt mạng trên chiếc giường cưới với một vết thương chí mạng ở cổ. Chứng kiến cảnh chồng mới cưới ra đi thảm hại sau ngày cưới, chị Mai ngất lên ngất xuống, chẳng nói được câu nào. Lực lượng công an ngay lập tức có mặt để thực hiện khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Theo lời khai ngắt quãng của người vợ, tối 30 tháng 1, sau khi khách khứa về hết, vợ chồng chị đóng cửa đi ngủ sớm. Sáng 31 tháng 1, chị dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, trong khi anh Lân vẫn ngủ, đang làm việc ở dưới tầng 1. Chị nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng ngủ của vợ chồng ở tầng 2. Chạy lên tới nơi, chị không thể mở cửa phòng vì bị chốt trong. Gọi chồng nhiều lần không thấy trả lời. Chị Mai cuống cuồng chạy sang nhà bác ruột của anh Lân ở bên cạnh cầu cứu. Bố đẻ của anh Lân bàng hoàng nói, không ngờ thảm án lại xảy ra đúng vào gia đình tôi. Chỉ trong vòng 3 ngày, gia đình phải trải qua các cung bậc cảm xúc trái ngược nhau. Niềm vui đám cưới chưa dứt thì đã phải lo đám tang cho con. Trước đó, bà nội anh Lân đang nằm viện, đã được gia đình xin bác sĩ cho về dự đám cưới cháu trai. Khi xảy ra sự việc, gia đình sợ bà không chịu nổi tin dữ, nên đã giấu bà chuyện anh Lân bị sát hại. Cả mẹ vợ và mẹ đẻ của anh Lân đều đang được cấp cứu trong bệnh viện, do quá kinh hoàng trước tin con rể, con trai bị sát hại. Những người hàng xóm của anh Nguyễn Tất Lân cho biết, anh Lân là lái xe tải cho công ty gạch ngói ở Thủy Nguyên. Gia đình anh sống khá khép kín, anh Lân lại vắng mặt suốt ngày nên ít va chạm với những người dân xung quanh, không nợ nần hay chơi bời bao giờ. Bố mẹ anh Lân là những người lao động bình thường, không xảy ra cãi vã hoặc có những mâu thuẫn với những người trong xã. Hiện trường vụ án có dấu hiệu của sự vật lộn, nhiều vết huyết trải dài từ giường ngủ của nạn nhân xuống tới sàn nhà, kéo lên tầng 3, sân thượng. Sơ bộ điều tra, lực lượng công an xác định nhiều khả năng sau khi sát hại anh Lân, kẻ thù ác mở cửa chạy lên sân thượng, sau đó tụt theo đường ống nước xuống dưới đất để tẩu thoát. Toàn bộ trang sức, tiền bạc của cô dâu chú rể đều còn nguyên. Tài sản duy nhất bị mất là một chiếc điện thoại di động mà anh Lân thường dùng. Một số người dân chia sẻ, trước khi xảy ra án mạng ở nhà anh Lân, người đi chợ sớm thấy một số kẻ lạ mặt đi xe máy trụm đầu nói chuyện ở gần nhà nạn nhân. Bác ruột của nạn nhân nhớ lại, hôm đám cưới anh Lân, rất nhiều người đến dự chúc mừng. Tối 30 tháng 1, một nhóm bạn của anh Lân ở lại chơi. Anh Lân có tham gia đánh một vài ván bài, sau đó mọi người ra về để vợ chồng anh Lân nghỉ ngơi. Khi mọi người ra về, người nhà phát hiện mất một vật sắc nhọn bằng inox ở trạm bếp. Lúc đó mọi người chỉ nghĩ rằng nó thất lạc ở đâu đó. Nhưng sau đó hung khí sắc nhọn này được tìm thấy tại một gò đất cách khá xa hiện trường vụ án. Lần theo chiếc điện thoại di động bị mất của anh Lân, lực lượng công an tìm thấy người đang giữ điện thoại là Minh, 30 tuổi, ở cùng xã với nạn nhân. Người này khai rằng chiếc điện thoại này do anh trai mang về. Căn cứ vào tài liệu điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai anh em trai Nguyễn Tất Minh sinh năm 1984, Nguyễn Tất Quân sinh năm 1986, anh trai của Minh, cùng ở thôn Bắc Hai, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Nhưng công an chỉ triệu tập được Minh, còn Quân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết, Quân vốn nghiện hút, có họ với anh Nguyễn Tất Lân. Quân không được mời dự đám cưới của anh Lân. Sau khi xảy ra vụ án, hắn ta đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chị Bùi Thị Linh, 30 tuổi, vợ của Minh, cho biết, tối 30 tháng 1, Minh còn đưa vợ và con đi uống cà phê.
đến 21 giờ, Minh đưa vợ con về và gọi mấy người nữa đến nhà chơi. Nhưng sau đó anh ta và nhóm bạn lại qua nhà một người khác ở thôn Bắc Hai cùng xã chơi đến 4 giờ sáng ngày 31 tháng 1 mới về đi ngủ. Ông Nguyễn Tất Quyết, bố của Minh cho biết, nghe Minh nói khoảng 7 giờ sáng ngày 31 tháng 1, Quân gọi điện bảo Minh ra đón về nhà tắm, thay quần áo và đi dự đám cưới một người dân trên địa bàn. Nhưng đến trưa thì Quân đi mất. Sáng 14 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đưa Nguyễn Tất Minh, 29 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên ra xét xử tội che giấu tội phạm. Minh có liên quan đến vụ sát hại anh Nguyễn Tất Lân, 30 tuổi, ngay sau đêm tân hôn. Nghi can số 1 là Nguyễn Tất Quân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo người dân địa phương, Quân là con cả trong gia đình có 3 anh em trai. Mặc dù đều có vợ và 2 con, cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng cả Quân và Minh đều ham mê cờ bạc. Quân đang làm công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Thủy Nguyên. Tại cơ quan điều tra, qua lời khai của Nguyễn Tất Minh cho thấy, Nguyễn Tất Quân chính là hung thủ gây nên sự ra đi oan khuất cho nạn nhân Lân. Tối ngày 30 tháng 1 năm 2015, Minh cùng Nguyễn Tất Hoạt, Nguyễn Văn Kiên và Đào Văn Chỉnh đánh bài ăn tiền tại nhà Nguyễn Thị Hương, em gái Minh. Đến 4 giờ ngày 31 tháng 5, Minh về nhà ở thôn Bắc Hai, Thủy Đường để ngủ. Đến 7 giờ cùng ngày, Minh nhận được điện thoại của anh trai là Nguyễn Tất Quân bảo: "Anh vừa sát hại người, mày ra nghĩa trang Đống Am đón anh." Nghe xong, Minh đi xe máy biển kiểm soát 16K8-3913 của bố đẻ là ông Nguyễn Tất Quyết ra đón Quân. Khi gặp Quân, Minh nhìn thấy trên quần áo Quân đang mặc có nhiều vết loang tối màu, chân đi tất có dính bùn. Khi về đến nhà, Quân lấy trong túi quần 3 điện thoại, trong đó có một chiếc iPhone 4S ra để tắt nguồn. Khi tắt máy, trên màn hình có ảnh của anh Lân. Minh đoán Quân vừa sát hại anh Lân nên hỏi: "Sao anh làm thế?" Quân trả lời: "Nó mới cưới vợ xong, có nhiều tiền, tao vào lấy trộm bị nó phát hiện. Tao gây sát thương vùng cổ nó rồi." Sau đó Minh đưa cho Quân một bộ quần áo để đi tắm. Sau khi tắm xong, Quân hỏi xin tiền Minh để trốn. Lúc này bà Nguyễn Thị Gái là mẹ đẻ của Quân và Minh đến hỏi chuyện gì thì Minh nói: "Anh ấy sát hại người rồi." Quân nói: "Con vừa sát hại người, con làm con chịu." Minh đưa cho Quân 200.000 đồng. Quân lấy xe máy biển kiểm soát 16K8-3919 của ông Quyết rồi bỏ trốn. Bị cáo Minh biết được anh trai vừa đoạt mạng anh Lân để lấy điện thoại nhưng không trình báo cơ quan công an mà còn đưa quần áo, cho tiền để tạo điều kiện cho Quân bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan điều tra phá án. Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tất Minh 30 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Trong vụ án, Nguyễn Tất Quân đã sát hại anh Nguyễn Tất Lân, đã bỏ trốn và cho đến nay vẫn chưa truy tìm ra tung tích. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tách hồ sơ tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời xử lý trách nhiệm hình sự đối với bà Nguyễn Thị Gái và Trần Thị Mai, vợ Quân, sau khi biết Quân sát hại anh Lân nhưng không trình báo. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.